dạ thưa cô theo em thì điểm đặc biệt của khởi nghĩa nam của khởi nghĩa nam kỳ thì đầu tiên là nói về cái thành phần là chiến chiến đấu với mình là bên thực dân pháp bắt binh lính người việt ra trận Và bởi cho nên vì điều đó mới gây được một làn sóng bất bình của nhân dân nam kỳ sau đó thì bên đảng bộ Nam Kỳ mới quyết định là khởi nghĩa cho dù chưa có sự đồng ý của Trung ương đảng nhưng mà bởi nhưng mà uh, hoặc vào ngày 23 tháng 11 năm 1940 thì cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ đã phá hủy được nhiều đồn bốt bốt sạc và phá hủy được nhiều đường giao thông lúc đó thì được, thì một điểm đặc biệt thứ hai đó chính là lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được xuất hiện ở cuộc khởi nghĩa này nhưng bởi vì chưa có được chuẩn bị kỹ cho lắm cho nên cuộc kế hoạch này cái kế hoạch khởi nghĩa này đã bị đàn áp và tổn thất rất là nặng nề và đành phải rút về vùng đồng, đồng tháp và u minh vậy là có hai điểm đặc biệt